Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng tôi sẽ ăn bánh chuối. Anh biết bánh chuối là gì không? Không biết. Chào các bạn. Bánh chuối là banana bread không? Dạ. Nhưng mà trước chúng tôi ăn bánh chuối, chúng tôi phải mời ba nồi, ông nồi để ăn hả? Đúng rồi. Thì lấy một cái đi, chừng nào ăn. Dạ, ông nồi, ba nồi. Dạ, ăn một miếng đi. Ăn một miếng đi, ông nồi, ba nồi. Dạ, mới ăn cơm để chút nữa ăn được, dạ ăn rồi. Mình nói mới ăn cơm các bạn ơi. Ăn cơm dạ. Rồi, anh mời Út đi, anh mời Út yêu đi. Ok, ăn một cái. Cảm ơn. Cảm ơn. Tôi cảm ơn bánh chuối mọi người. Dạ. Có bánh chuối nha. Nè, Su Ca nè, cho Su Ca miếng cây một cái nha. Một cái. Ok. Rồi, Su Ca chuẩn bị đi học các bạn. Ừ. Rồi anh ngồi đó anh ăn đi. Ở đây hả? Dạ. Ăn ở đây rồi, rồi ăn cái. Anh còn mấy cái, anh còn ba cái ăn đủ không? Em một cây đi. Is it enough with you? Anh mỗi em một cây nha. Cảm ơn anh. Ok. Anh sẽ hái cây đi. Dạ. Nói chơi với anh ăn một cái, hai cái là được rồi anh ơi. Con ghẹo anh á. Anh chúng ta ăn với nhau nha. Dạ. Đó. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay hả? Và trung tâm một lần nữa hả? Ngồi trung tâm lại hả? Anh nói anh làm trung tâm á, anh ngồi ở giữa. Rồi hôm nay á, tôi buồn. Hôm nay á là bác á là mẹ của chị Hai các bạn. Gói bánh chuối á gửi vô cho nhà mình. Mình sẽ cho anh Hôn ăn thử bánh chuối ở Việt Nam nha. Ok. Anh biết cách ăn không anh ơi? Tham tham gì ta. Cảm ơn bác. Cảm ơn ba. Nè, giống em nè. Ở bên Hàn có bánh giống vậy không anh? Không có. Ở Hàn Quốc còn không có banana nữa, không có chuối. Có lẽ có ở Jeju. Dạ. Chi đảo ở Jeju. Mở cái nhà. Cũng là giống nhiều bánh tét ha. Dạ giống vậy. Nhưng mà cái này chuối á, bồng nhuyễn vô anh ơi. Với gạo á. Gạo hay nếp nữa? Gạo. Ồ. Gạo. Ok. Bắt đầu ăn nha. Ừ. Ăn thôi. Có dừa nữa. Cái này ngon. Cái này ngọt ngọt. Bây giờ nếu anh ăn ăn tiếp anh sẽ khét nữa. Có nước không? Bò. Ừ. Ừ. Sữa luôn. Sữa cái giờ sữa bịch rồi uống được. Sữa bịch nồi uống được. Không. Có làm uống được. Ừ. Nói con biết làm sao chứ anh Huấn nội. Ông ăn với gì, bánh trái gì bên Việt Nam hay hay ăn với uống với sữa. Chứ người bánh trung thu á nội. Mà anh ăn mà anh uống với sữa. Bánh trung thu của mình á. Khi anh ăn bánh, anh phải ăn sữa. Bây giờ mình với Thu ngồi gần gà, gà gái o nãy giờ các bạn. Có bánh ngon không? Ok rồi, uống sữa không? Không. Uống nước không? Không. Út bây giờ thích bánh chuối không? Ăn bột không à? Út không thích ăn chuối các bạn. Bánh chuối Việt Nam là rất nhiều món Việt Nam là truyền thống ha. Cái này phải món truyền thống không nội? Bánh truyền thống không nội? Bà nội nói á, hồi xưa rất là hay làm bánh chuối này. Nhưng mà ngày nay hiện đại rồi các bạn, người ta ít làm. Ngon. Bơi sữa ngon lắm. Mà cái này có đường. Anh thích ăn sữa không đường hay gì? Không đường, anh nghĩ là không đường tốt hơn. Ngọt quá. Dạ hả? Ngon nhưng mà ngọt quá ngọt. Uh-huh. Và anh cảm thấy bánh chuối nó ở Việt Nam như thế nào? Cái bánh này là khác biệt so với không có Hàn Quốc luôn nè. Thì anh thấy bánh chuối ở Việt Nam như thế nào? Bạn nói Việt Nam là bình thường là ngon hơn. Bạn nói Hàn Quốc.
sweet. Tại vì á, ở Hàn Quốc là bánh không ngọt. Không ngọt hả? Ừ, like not sweet, hiểu không? Anh nói bánh ở Việt Nam ngọt không? Nhưng mà người đàn ông Hàn Quốc là sweet. Đợi đi. Em đâu biết. Một kia. Nhỏ gọn cái lên là nói. Đường á, đường cho chuối. Ông bà nội muốn nhường cái bánh cho anh ăn nếu bạn chọn trong nếp á. Cho nên ông nội nói vậy á. Cho nên em hiểu. Ok rồi. Ok cô biết làm sao lắm bánh chuối không? Ồ. Mới người biết hả? Ông Sáu hả nội? Dạ. Đường hòa lộn với chuối. Dạ. Chọn mấy bằng nhuyễn mà chọn như nếp. Nên ngon ngọt. Ồ. Léo á. Sau này cùng ăn ở bánh chuối của Úc nữa nha. Úc biết làm bánh chuối mà. Biết. Mà ăn làm ăn được hay không mình không biết. em cũng biết hả? Không có. Em nói Úc biết làm bánh chuối mà làm xong mình có ăn được hay không vậy đó. Em không biết. Ủa sao chưa đi hả con? Chưa đi hả? Quá ngon. Anh nói ngon rồi các bạn ơi. Chưa có tiền hả? Mà không thể ăn nhiều. Cái món này giống như món ăn vặt vậy anh. Món ăn vặt lại. Giống như snack vậy đó. Cái nào? Bánh. Rồi bánh. Đây. Chuối chuối xiêm. Ngon nhỉ? Chuối xiêm ngon hơn chuối già. Dạ. Sao ăn bánh này con không con ăn nữa. Tại vì con là con ha. Ngắn nữa rồi. Anh nói sao ăn bánh này coi như là không ăn cơm luôn á. Đi rồi cỡ gì trên tiều mới đi đó. Suka ghé xin tiền các bạn ơi. Em nhiều ở Việt Nam đi hót có vui không? Vui. Vui hả? Đi học vui, tại vì ở nhà ví dụ như Suka bây giờ này các bạn ở nhà thì lại đây với có mình với anh Huân ở nhà thì qua chơi với mình với anh Huân. Chứ bình thường á, Suka qua chơi Úc thì các bạn Úc cũng trầm tính cho nên là đâu có chơi được nhiều đâu. Thì ở nhà nó sẽ buồn hơn. Còn đi vô trường thì có bạn bè á, vô chơi thì vui hơn. Chắc ngon. Ngon hả? Nhưng mà ngọt. Cho nên anh nghĩ là nếu anh ăn một cái nữa anh sẽ nén. Mỗi người thường ăn có một cái rồi, anh ăn hai cái mà anh còn anh không ăn được cái. Anh nên ăn ba cái hả? Anh cho biết mà. Nhưng chút xíu à. Một cái chút xíu à. Ok rồi, ok yêu cô muốn ăn nữa không? Chuối. Hẳn tự nhiên nha. Thử chuối nè. Coi phản ứng của anh Thôi là như thế nào. Chuối này có khác mà cái chuối mà chứ ngồi mình đi trong siêu thị á anh. Siêu thị bên Hàn Quốc, cái chuối dài dài bự á. Anh nói chuối ở đâu là Philippines hay Thái Lan gì á? Philippines. Dạ. Nhập chuối quá. Chuối Philippines nổi tiếng lắm. Dạ. Chuối nó giống như chuối già mình nha nội, nhưng mà ảnh nói là chuối Philippines. Cái trái nó màu vàng y gan vậy nè nội. Màu vàng y gan nè. Mà cái trái nó giống như trái chuối già vậy á. Mà con thấy ăn không ngon. Nó bự như trái chuối già mình vậy đó. Cái này gọi là chuối xiêm nè. Cái trái chuối xiêm mình nó ngọt chứ là nó dẻ á bà nội. Còn cái trái chuối mà anh Huynh ảnh ở bên Hàn Quốc á, nó xốp y như là chuối già, y như là chuối già của mình vậy. Mà nó kỳ lắm, nó không ngọt mà nó ngộ ngộ. Vậy khi người ta hái chỗ ngon ngon rồi ta nhúng nó bự. Dạ. Làm cái chuối nó bự. Chuối Việt Nam cũng ngon. Mà tại sao không có chuối Việt Nam nổi tiếng ta?
Em đâu biết đâu. Chị hãy đi già quá, đem đi xong đồ nó chết, người ta mua chú ngon không? Dạ, chắc vậy quá rồi. Trái sim ngon các bạn, ngọt lắm luôn á. Trái Việt Nam là, anh nghĩ là trái Việt Nam là chua không? Họ trái Philippines. Đúng không? Ừ. Chua ngọt này. Chua ngọt. Pé lơ hả? Pé lơ là gì? Mà thằng này phải ăn mắm kho đúng không? Dạ chưa. Anh chưa ăn mắm kho nội. Nội nội mai mốt mình mở dở cái hũ mắm nội, cái mình kho mắm thử anh Hương ăn nội. Để đi kiếm dây keo gửi cho người ngoài bà vợ canh đùm bình mà biểu người ta hỏi con phải có biết ăn không gửi để vài bữa con nói để con mua hũ cái dây keo nè rồi cái nội dở mắm cái xong rồi kho cho anh Hôn ăn thử rồi mua chừng ba keo cũng được dạ. Hũ đựng thêm hũ lớn không nội cỡ cái hũ mẹ đựng xà bông dạ mắm nè mắm hả mắm đó là traditional food ở Việt Nam á, giống như món truyền thống luôn á cả nhà. Ngon không? Smell lắm, giống như là ba khía đó, khía gọi năng mắm ba khía Cà Mau. Cái đó, đó. Cái đó. Tao cũng có lo cho. Có tháng nữa thì nè. Đâu ngày quá. Ủa năng mấy trái rồi anh? Trái là trái thứ hai rồi hả? Trái trái. Hai cái bánh hai cái túi. Video ngày hôm nay quay cho anh Hôn ăn bánh cho các bạn xem phản ứng của anh Hôn thôi các bạn ơi. Nhưng mà anh nghĩ là mà bánh này chuyên ngang ngon cho nên Việt Nam phải cố lên marketing chuyến này tại vì nước ngoài mỗi người suy nghĩ banana là Philippines hiểu không? Mà anh chưa biết ở Việt Nam có chuối ngon giống vậy đúng rồi. Anh nói chiếc sim nhầm ở Việt Nam mình á ngon như vậy nè nhưng mà trên thế giới người ta không có biết được là chiếc sim của mình cho nên á ảnh nói là Việt Nam phải cố lên phải là quảng cáo chuối thêm tại vì tại vì bây giờ mà các nước á khi mà nói tới chuối là người ta sẽ nghĩ ngay tới chuối Philippines tại vì chuối Philippines ngon nhưng mà ảnh nói hôm nay ảnh ăn chuối này á là nó ngon như vậy nè ảnh nói là dạ ảnh nói là ngon cho nên là mình cố lên đặng chuối Việt Nam có thể vươn xa thế giới. Ngon lắm. Không biết nói thiệt hay nói chơi nữa trời. Nói thiệt. Nói thiệt không? Ừ. Anh ăn không mà. Anh ăn gì anh cũng khen ngon em ngại em nghi quá. Em nghi quá rồi đó. Thấy các bạn, anh ăn ở Việt Nam món gì anh cũng khen ngon vậy. Không phải. Tính bấy giờ nếu không ngon anh nói nó không ngon, thấy không? Ừ. Anh nói thiệt hiểu không? Anh nghĩ là mỗi món ăn là bình thường dạ. Nhưng mà có món ăn ngon hiểu không? À, cái này là ngon dạ, cho nên anh nói thiệt okay. Ngon hiểu không? Ok chị hai không biết ăn tép dạ chị hai không thích ăn tép rồi không biết ăn dạ. như khô lò thò nó cũng là nó giờ không có ăn nữa à, con ăn. Khô lò thò con phái ăn khô đó đó khô hôm qua ông nội em về ngon bánh tét anh cho anh nữa khó ăn khi anh ăn lần đầu tiên khó ăn tại vì ở Hàn Quốc là không có món ăn như này dạ. Nhưng mà bây giờ anh là người Việt Nam rồi cho nên anh có chẳng cười ghê thôi được rồi anh ăn nhiều nên khó tiêu lắm nặng bụng nhiều đó đi 3-4 trái rồi dán rồi là 4 tái chứ gì vậy 3 tái hà hết nửa hoài nửa nãy rồi nè thôi các bạn ơi video ngày hôm nay á trưa cái mình đem bánh chuối với lại chuối ra cho anh Hôn ăn thử coi phản ứng ảnh như thế nào các bạn thì thật sự là anh Hôn này chắc trở thành người Việt Nam luôn quá à không có đúng món rồi. Gì chê hết trơn á ở cho nên chúng ta phải thay đổi cân của chúng tôi ha PP couple nha Việt Nam couple nha đúng rồi rồi thôi tới đây mình xin kết thúc video chúc các bạn ngày mới vui vẻ chào mừng vui vẻ bye bye ok nha bye bye đi tạo